chấp tay niệm danh hiệu Bổn Sư Hòa Thượng. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni thầy có mấy lời để thưa trình với quý Phật tử. Thì đó là việc riêng của thầy mà cũng là việc chung của quý Phật tử tại Phật Đà. Thời gian của thầy đến đây với tính cách là một cái người đi du lịch. Sau đó thì ban trị sự của Phật Đà có nhã ý là mời thầy ở lại để hướng dẫn Phật tử tu học. Và ban trị sự cũng đã làm hết sức để kéo dài cái thời gian du lịch của thầy, nhưng mà đến nay thì lực bất tòng tâm, và 4 tháng 9 là coi như visa của thầy hết hạn, thầy phải rời Úc. Do đó từ đây cho đến ngày 4 tháng 9 thì thầy chỉ còn gặp gỡ quý Phật tử là hai cái, hôm nay là một, và một cái chủ nhật là 25 tháng 8 nữa là lần thứ hai. Do đến chương trình mà thầy dự kiến là 3 năm cho quý Phật tử đó, có lẽ là không thể kéo dài được, tôi không thể tiếp tục được. Thì sau này có thầy Kiên Trú. Thầy Kiên Trú là cái người gốc là quốc tịch tại Úc, và thầy cũng đã được Hòa Thượng Phước Tịnh bổ nhiệm về chỉ định về ở Phật Đà để lo Phật sự ở đây. Thì sau này có thể là theo cái sự sắp xếp của Hòa Thượng Phước Tịnh, thì Kiên Trú sẽ hướng dẫn của Phật tử tu học về Phật Pháp. Đó là việc thứ nhất, quý Phật tử nên quan hỷ. Việc thứ hai đó là theo cái lịch giảng của thầy đó, thì bữa nay nó là cái bài Quy Tâm Bảo, nhưng mà có những điều mà thầy thấy rằng quý Phật tử cũng muốn hỏi mà không có thời gian, cho nên hôm nay là cái buổi thầy dành cho quý Phật tử hỏi, và những thắc mắc thầy sẽ trả lời. Và cái thứ ba nữa đó là thầy cũng có một vài điều gọi là giải bài với quý Phật tử, gọi là tâm sự giữa thầy trò với nhau trước khi thầy rời Phật Đà. Thì đó là ba cái nội dung hôm nay là thầy muốn thưa với quý Phật tử. Thì trước hết là quý Phật tử có cái gì câu hỏi đặt ra đi. Có thể là trong lúc nghe thầy giảng mà chưa hiểu hết cái ý nghĩa, cũng có thể là có những cái điều quý Phật tử áp dụng trong đời sống mà quý Phật tử thấy nó chưa có được thông, thì cứ hỏi thầy sẽ trả lời. Nếu còn thời gian thì thầy sẽ trình bày chia sẻ về cái tâm sự của thầy trò là chúng ta trong cái quá trình thầy ở đây với quý Phật tử, để cho giữa thầy trò có một sự cảm thông. Thì đó là mời thầy khi nào có trở lại để thầy. Câu hỏi này thì thầy khó trả lời, bởi vì một là hiện nay không biết là cái thủ tục của ban trị sự lo cho thầy. Theo anh Vân là cái người chủ trì á, thì dự kiến là muốn cho thầy ở lại đây tới 12 tháng. Nhưng mà thủ tục hiện bây giờ là do sức khỏe của thầy có những cái bệnh gọi là bệnh, nó gọi là mãn tính trầm tiềm ẩn. Mà ở đây thì cái bộ phận mà ký cái hợp đồng mà bảo hiểm y tế cho thầy đó, thì họ không chấp nhận bảo hiểm y tế cho những cái bệnh đó. Do đó thì bên sở di trú họ nói nếu không có bảo hiểm y tế lâu dài
thì họ cũng không thể gia hạn cái visa của thầy bị gia hạn được, cho nên vấn đề trở lại thì thầy chưa có xác định được. Còn nếu có nhân duyên nào đó thì thầy cũng có thể là cũng quan hỷ gặp gỡ lại quý Phật tử để mà làm công tác hoằng hóa Phật pháp, bởi vì việc chính của thầy là hoằng hóa Phật pháp, cho nên nơi nào thuận tiện thì thầy làm việc đó thôi. Còn ngoài thầy ra thì thầy thấy rằng ở Phật Đà cũng có rất nhiều thầy tốt, cũng có nhiều thầy hiểu đúng Phật pháp, nhưng có điều quý vị chưa có đủ thiện duyên để gặp. Mong rằng quý vị cứ hướng về Tam Bảo, cứ phát nguyện với chư Phật là con muốn được nghe chánh pháp, xin chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho con được con cái nhân duyên lành đó, thì thầy nghĩ rằng rồi quý vị sẽ có cơ hội. Vì Phật pháp không phải riêng ở một mình thầy đâu, rất nhiều vị ở đây có cái khả năng biết và truyền bá Phật pháp đúng chánh pháp đó. Quý vị cứ phát một lần thì quý vị sẽ được gặp. Cái đường lớn của Hòa Thượng Phước Tịnh là đường hướng phối hợp thiền tịnh và có thể chút đỉnh mật ở trong đó. Và cái lối hành trì đó là cái này là do nó bình nhiếp tâm thì nó thành quen thôi. Mọi việc nó khởi đầu là phải theo cái sự hướng dẫn, rồi mình dần dần mình quen. Giống như một cái ly nước mà quý vị đã đầy rồi, bảo gì chế thêm nước vô nữa thì chắc là nó cạn, nó không có, nó không có chứa được. Cho nên quý vị muốn học pháp của Hòa Thượng Phước Tịnh thì buông hết những cái pháp trước đây của mình đã học, đừng nghĩ gì nữa, cứ theo ý y như Hòa Thượng chỉ dẫn thì quý vị sẽ có cơ hội với là thu nhận được và an vui được ở trong cái pháp. Chứ pháp thầy Phước Tịnh thì nó không khác gì những cái pháp mà của Đức Phật dạy. Có điều là Hòa Thượng Phước Tịnh là đi một cái đường hướng là phối hợp, trong đó thiền có tịnh và có mật. Thì Hòa Thượng Phước Tịnh cũng là người trước đây vào khoảng năm 1970 đó, là đã theo Hòa Thượng Thanh Từ, là Hòa Thượng bổn sư của thầy đó, là học về thiền 3 năm, cũng đã có những cái hiểu biết rất là tốt về thiền. Và sau đó thì Hòa Thượng gốc là ở tịnh, rồi Hòa Thượng mới qua bên nước ngoài gặp Hòa Thượng Nhất Hạnh, thì hướng về Hòa Thượng Nhất Hạnh một cái lối tu của Lạng Mai, là trong đó là có thiền, nhưng mà thiền này nó không phải là thiền của Đông Độ, không phải là thiền của trực chỉ nhân tâm, mà là thiền theo lối là Vipassana, tức là quán tâm. Quán tâm tức là xét cái tâm mình có lỗi bỏ để trở lại cái chỗ mà không lỗi. Còn thiền của Hòa Thượng Thanh Từ đó là chỉ cái chỗ mà thanh tịnh của tâm sẵn có, và đừng để cái tâm thanh tịnh nó bị ô nhiễm. Hai cái đó nó có khác nhau một chút đó. Cho nên từ cái chỗ Hòa Thượng hội nhập được những cái lối tu khác nhau, rồi cuối cùng Hòa Thượng cũng có được cái sự tương ưng, nghe được cái điều hướng dẫn của Đạt Đại Lạt Ma ở nước ngoài, nên Hòa Thượng có một cái cách thức khéo là phối hợp. Thì Phật tử nào họp thì dùng, Phật tử nào không họp thì mình cứ nghĩ rằng mình không họp thì mình sẽ quay lại vậy thôi. Chứ pháp nào cũng hay hết. Rồi hỏi đi. Còn thiền quán thì là mình quán tưởng những cái thiền quán thì là mình quán một cái vấn đề gì? Thầy giải thích rõ, để thầy diễn tả. Khi Đức Phật ngộ đạo thì Đức Phật là nhìn thấy tâm của chúng sinh là đang bị ô nhiễm bởi những cái pháp của thế gian. Thí dụ như là tham sân là pháp của thế gian, pháp của phàm phu, rồi danh lợi của thế tục, rồi ganh ghét,
tất cả những cái mà thuộc về cái vấn đề mà xấu ở trong cuộc sống đó, nó dí khởi lên đó, thì cái đó thuộc về ô nhiễm. Đó là nhìn thấy ở cái góc tâm nào đó giống như là nó bị nhuộm màu. Còn một cái cách thức rốt ráo là nhìn thấy cái tâm nó thanh tịnh. Vậy thì từ cái chỗ nào mà thấy nó rốt ráo nó thanh tịnh, mà từ chỗ nào thấy nó rốt ráo nó ô nhiễm, thì đây thì giải thích. Ban đầu là bị ở Ấn Độ cái thời đó là theo cái lối là tin tưởng thần linh, mọi việc đều phải cầu xin á, thì nhờ thần linh nó mới là hỗ trợ cho mình mới được cái sự an vui hạnh phúc ở trong cuộc sống, thì ai cũng thấy cái điều đó là hợp lý. Nhưng mà đến Đức Phật á, Đức Phật không phải cầu xin mà mình sẽ được an vui hạnh phúc, mà chính mình phải trở lại nhìn rõ mình đang bị ô nhiễm. Khi mình nhìn rõ mình đang bị ô nhiễm á, thì mình phải làm sao á, giống như cái áo nó đang dơ đó, mình giặt cho nó sạch đi. Thì cái phương pháp tu của Đức Phật chỉ là giặt cho sạch cái áo. Giặt sạch cái áo có nghĩa là mình thấy cái gì mình bị ô nhiễm thì mình phải trừ bỏ. Thấy mình cái tâm mình tham nhiều quá, bỏ, đừng tham. Thấy cái tâm mình sân hận nhiều quá, bỏ, đừng sân hận. Thấy cái tâm mình đó là ganh ghét nhiều quá, bỏ, đừng ganh ghét. Nói chung là từng vấn đề một nó khởi nghĩ trong cái đầu mình, hay là cái tâm mình nó có dính mắc với những cái gọi là ô nhiễm đó mình loại trừ. Loại trừ dần dần thì đến khi mình không còn cái gì để loại trừ được nữa đó, thì lúc đó là sao? Thanh tịnh. Cũng như cái áo mình bây giờ mình giặt chỗ này, giặt chỗ kia, giặt chỗ nọ, nó nhiều đốm, mỗi đốm nó có một cái vết dơ khác nhau, thì mình tẩy hết thì như vậy cái áo mình sạch thì như vậy là thuộc về thanh tịnh. Thì chư tổ sau khi mà theo Phật, khi Phật tịch rồi, tức là chư tổ ban đầu là các vị theo Phật, đầu tiên là các vị A-la-hán thì theo đúng cái đường hướng của Phật tu. Nhưng đến cái khi mà đạo Phật truyền qua tới Trung Hoa, nhưng mà thật sự ra là ngày xưa tại Ấn Độ cái việc này cũng đã xảy ra. Có nghĩa là những cái vị Bà La Môn có hỏi Đức Phật về cái chỗ rốt ráo của cái sự tu hành để đạt được cái an lạc thì Đức Phật nói là đừng có khởi tưởng nữa. Nếu cái tâm âm mà luôn luôn khởi tưởng nghĩ cái này nghĩ cái kia đó, là cái tâm âm đang bị ô nhiễm. Mặc dù ô nhiễm của cái pháp ác hay là ô nhiễm trong cái thiện pháp, có nghĩa là nghĩ lành thì bị dính mắc với cái lành, nghĩ ác thì bị dính mắc với cái ác, thì cái đó nó vẫn còn bị trôi lăn ở trong sinh tử luân hồi, hoặc là ở trong cái cõi ác nghiệp, hoặc là ở trong cái cõi thiện nghiệp. Thì cái kinh, có một bài kinh thầy đọc ở trong kinh này nó thuộc về Trung Bộ, hoặc là một bài kinh thầy đọc ở trong Tương Ương Bộ. Thì Đức Phật nói rằng khi mà ông đừng suy nghĩ gì hết, đừng khởi tưởng gì hết á, thì cái chỗ đó đó ông có biết không? Biết. Nhưng mà biết làm sao? Biết một cách rất là lặng lẽ, rất là yên ả, rất là thanh tịnh. Thì Đức Phật nói chính cái đó là cái rốt ráo không? Khi mà cái tâm của mình đừng suy nghĩ, đừng có khởi một cái gì nữa, thì chính cái chỗ đó là cái thanh tịnh hiện tiền mà ai cũng có sẵn hết, không ai là không có cái này. Thì các tổ ở bên Trung Quốc á, dùng cái phương án này, dùng cái phương án này để chỉ trong các tu á, là thay vì mình phải đi từng bước, đi từ thấp lên cao, đi từ loại trừ ác rồi qua cái tu pháp thiện, rồi đi nâng lên cái hàng mà kêu mà an, gọi là chánh niệm tỉnh giác, để đi vào cái chỗ mà tâm thanh tịnh hiện tiền. Thì tổ rút ngắn lại, con đường của các tổ Trung Quốc là rút ngắn lại, là chỉ thẳng tâm của ông thanh tịnh hiện tiền, không cần phải qua thứ lớp, mà giữ cái tâm thanh tịnh này đừng bị ô nhiễm. Cũng như cái áo quý vị mới mua về đừng có điện lên nó dơ, giữ làm sao đừng có bị nó dơ, thì áo quý vị luôn luôn là sạch sẽ. Thì chính cái đường lối của tổ ở Trung Quốc là cái chỗ này, chỉ cái cuối cùng của sự tu tập. Còn các cái đường hướng mà từ Đức Phật mà chuyển hóa đó, thì Đức Phật dẫn dắt cái sự tu tập từ sơ cơ đi đến cái chỗ rốt ráo. Còn tổ thì đi thẳng luôn, cho nên nói là tịch chỉ nhân tâm, kiến tánh thân Phật là như vậy đó. Quý vị hiểu cho nè. Thì hai cái cách tu đi nó khác nhau, nhưng mà cái đích đến là một. Rồi từ cái chỗ đó là
là mới nhảy ra đủ thứ tông phái. Cũng trong cái chỗ này là do cái suy nghĩ nó không có đồng đều, thì mỗi vị này chủ trương cái này, vị này chủ trương cái kia, cho nên nó trở thành ra nhiều tông phái khác nhau. Nhưng mà cái đích đến vẫn là cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là gốc của sự tu hành. Chỗ này hiểu rồi đó, thì nó là như vậy. Nếu chúng ta tu pháp thì chúng ta chọn một cái lộ trình, lộ trình đó để quý vị là thấy rõ là mình đi đúng hướng. Còn nếu quý vị nghi ngờ đó, thì trong kinh Đức Phật có dạy là trở lại cái hướng của Đức Phật chỉ dạy, tức là kiểm tra lại những cái điều đó nó có hợp với lời Phật dạy không. Nếu những cái điều này mà nó không hợp với lời Phật dạy thì để là đâu, tại vì ông này có thể ông nghe lầm, hoặc là ông không hiểu đúng, hay là ông trình bày nó lệch lạc. Thì bài kinh là Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có dạy ở đó, nếu mà nghe những cái điều gì mà người ta nói là Phật dạy, tổ dạy, nhưng mà kiểm tra lại trong kinh của Phật nói hoặc là trong luận Phật dạy đó, những điều này nó không tương ưng, thì những điều đó mình có thể là không chấp nhận. Nhớ cái gì? Hỏi đi. Thầy vậy, vậy thiền quán là sao thầy? Nếu mà quán thì cũng là thanh tịnh hay là khác vậy? Quán nó là một cái pháp để mình giữ cái tâm mình nó không loạn động. Quán tức là xem xét, phân tích một vấn đề. Ví dụ như thầy đã làm các pháp là vô thường, quý vị nói ủa sao không phải là vô thường? Vô thường tức là không thật, mà quý vị thấy cái gì cũng thật đó. Cái bàn này cũng thật, cái nhắc nè, cái bông này đẹp quá, nó màu sắc nè, sao không gọi là vô thường được, phải không? Quán tức là phải xem xét, phân tích cái vấn đề đó để mình thấy rõ nó nằm cái quy luật vận hành của vũ trụ. Quy luật của vận hành vũ trụ Đức Phật nói là vô thường, là duyên sanh, là khổ. Đó là ba cái luật căn bản mà ở đâu cũng có cái này. Vậy thì cái bàn này nó có phải là vô thường không? Nó có mà, sao gọi là vô thường được? Nhưng mà nếu phân tích thì sẽ thấy rằng gỡ hết tất cả những cái mà hiện nay gọi là cái bàn đó, thì bỏ cái nào cái bàn? Gỡ cái mặt, gỡ tấm vải này đi, gỡ cái tấm nắp này đi, gỡ cái chân này ra, gỡ tất cả những cái mà nó ráp thành cái bàn đó, bảo bây giờ chỉ cái nào cái bàn. Nó là duyên hợp của các pháp, nó là mới thành cái bàn. Cho nên chính cái chỗ gốc của nó là vô thường, là không có thật có, mà do nên nhân duyên kết hợp nó tạo thành. Gọi là quán là vậy đó. Cũng như nói cái thân này, ai sinh ra cũng có thân người, phải không? Là nếu bây giờ nói thân này không thật, có chắc không? Có tin rằng điều này không thật không? Thì Đức Phật dạy chúng ta cách quán. Quán từ đâu chúng ta có? Nếu trước khi có thân người đó, ở đâu mà ra? Ở đâu mà có một cái người đó nhảy ra? Thì đây là chính là cái nhân duyên tương hợp giữa cha, giữa mẹ, giữa cái nhân duyên nhiều đời trước của mình, gọi là cái thức tái sanh. Cái năng lượng sống nó di chuyển ở trong vũ trụ, nó chờ một cái cơ hội để nó hội tụ. Thì nó hội tụ ở đâu? Ở cha mẹ. Bởi vì con người sinh ra nhân duyên từ cha mẹ, cho nên cha mẹ và cái thức tái sanh hội tụ lại đúng thời điểm thì có con người xuất hiện. Mà con người xuất hiện ở đâu? Từ một cái gọi là một cái tế bào rất là nhỏ, rồi nó mới phát triển dần dần dần, rồi qua cái nhân duyên á, là thức ăn của ngũ đại trong cuộc sống, gọi là đất nước gió lửa hay là kim mộc thủy hỏa thổ gì đó, nó hội tụ lại trong cái con người của mình. Nó lớn dần từ đứa nhỏ, lớn dần thành ra người lớn, lớn dần người lớn, rồi nó mới có những cái đủ cái điều kiện để làm một cái kiếp sống của con người. Nó trải qua nhiều giai đoạn và nó có cái tuổi thọ của nó, phải không? Và trong những giai đoạn như vậy đó thì mình thành nhân chi mỹ, thì mình cứ nghĩ đó là cái sự thật, rồi mình cứ nghĩ đó là sự thật thì mình không bao giờ mất đi. Nhưng mà đến lúc nào đó đùng nghĩa cái tuổi thọ mình nó chấm dứt, thì tự nhiên những cái nhân duyên nó xảy đến làm cho mình không thể tồn tại được nữa, gọi là chết. Chết tức là chấm dứt cái sự sống. Rồi khi sự chết này nó bất cứ lúc nào, khi tuổi thọ nó hết, hoặc là khi một cái nhân duyên nó đột biến, trong kinh Dự Sư nó gọi là đột tử, thì cái này do nghiệp lực, những nghiệp lực nó tác hành thì đột tử xảy ra, hoặc là tuổi thọ mình tới đó hết, hoặc là phước báo của mình nó
không còn nữa. Thì những vậy, những cái vấn đề đó nó gom lại trong cái nhân duyên kết hợp thì nó làm cho cái thân mình đó, là chấm dứt cái sự sống. Mà chấm dứt sự sống thì sao? Cái thân này tự nhiên nó rã ra từng phần một, từng phần một, từng phần một, nó trả lại cho vũ trụ, nó lại cho đất, cho nước, cho lửa, cho gió. Và thành thức mình nó có, quý vị hỏi đi đâu, nó trở lại cái trạng thái tự do của nó trong vũ trụ. Giống như điện, khi mà tắt điện thì điện nó đâu? Nó nằm trong cái dòng lưu chuyển của nó. Thì cái thần thức mình lúc đó nó cũng trở lại với cái dòng lưu chuyển của nó trong vũ trụ. Để gì? Nó tìm một thân mới. À, cái năng lực sống của con người nó đi tìm một cái năng lực mới. Thì khi nó hội tụ được nhân duyên thì nó tái tạo một cái con người mới, một cái nhân tố mới. Mà chính cái chỗ này đó, Đức Phật nó dạy chúng ta là có thiện nghiệp để chi? Chúng ta được cái nhân duyên lành để chúng ta được thành người, hoặc là ở trong cõi này, hoặc là ở cõi chư thiên. Còn nếu ta không đủ cái năng lực đó thì chúng ta gặp cái nhân duyên xấu thì chúng ta ở trong cái cảnh khổ. Cảnh khổ là gì? Là súc sanh, là ngạ quỷ, hoặc là ở rơi vào cái cảnh địa ngục, tức là lục đạo luân hồi. Nó có ba đường khổ là đường địa ngục, đường ngạ quỷ và đường súc sanh. Còn những đường như người, chư thiên hay là các cái cõi Atula thì nó thuộc cái dạng khác hơn. Do đó Đức Phật khuyên chúng ta là nên tạo cái nghiệp lành ở trong đời sống là như vậy. À, chỗ này quý vị hiểu được quán là chỗ đó. Quán tức là phân tích vấn đề để đi, để chúng ta không bị dính mắc. Và khi chúng ta không bị dính mắc thì chúng ta hiểu ra chúng ta thấy nó có gì hết. Nó là quy luật, quy luật vô thường, là quy luật duyên khởi, là quy luật ai cũng ở trong cái này, tạo ra bộ vũ trụ nó trong cái này hết. Cho nên chúng ta không có lầm, chúng ta không bị mê chấp thì chúng ta sẽ hết khổ ra. Vậy thiền tịnh là thiền tịnh chứ không phải là thiền quán. Thiền thầy thân tự là thiền tịnh, phải là thiền quán. Thiền quán tức là chúng ta phân tích, nhưng mà từ cái phân tích này thì chúng ta hiểu được vấn đề, thì chúng ta buông xả, buông bỏ những cái chấp trước, những cái quan điểm mà lệ thuộc á, thì chúng ta ở trong cái thanh tịnh. Cũng như cái áo của chúng ta đang dơ, chúng ta giặt tẩy cái dơ đi thì chúng ta sẽ được áo sạch. Thì khi chúng ta quán xong rồi thì chúng ta không còn bị lầm nữa, chúng không còn bị là ở trong cái chỗ mà hiểu sai nữa. Nói một cách đơn giản là Đức Phật nó hết vô minh. Khi hết vô minh rồi thì chúng ta ở trong cái thanh tịnh. Cũng như đêm mà hết rồi thì sao? Sáng tỏ của mặt trời lên. Hai cái vấn đề đó là quy luật trong cuộc sống. Khi không có mặt trời thì đêm dày nó tối đen cái bầu trời. Khi mà mặt trời lên rồi thì bóng đen nó sẽ tự lui. Nó là một cái bình thường mà nhiều khi người ta không biết. Thì ở trong cái sự tu hành của mình cũng vậy. Nếu chúng ta có trí tuệ, chúng ta quán chiếu là xem xét phân tích, tức là lúc đó chúng ta bằng hiểu biết của mình, thì từ hiểu biết này chúng ta không lầm lẫn nữa, chúng ta không có chấp trước những cái vấn đề này với nọ nữa, thì chúng ta không còn bị vấn đề nó bao phủ mình. Mà bao phủ chúng ta đang ở trong vô minh, thì khi đó là chúng ta ở trong cái hiểu biết rồi, thì chúng ta ở trong cái thanh tịnh. Hiểu biết thì nó đi qua cái thanh tịnh, hai cái này nó song hành với nhau. Một cái nó đậm là quán, còn một cái nó tịnh là thanh tịnh. Thanh tịnh thì nó không phải là không có hiểu biết, nhưng mà cái hiểu biết này nó sẵn sàng, nhưng mà nó không có giấy cởi. Còn khi cái quán á, là cũng có hiểu biết nhưng mà có giấy cởi. Có giấy cởi, có tưởng nhớ được không? Nhưng mà tưởng nhớ theo cái cách thức của mình muốn điều khiển nó. Và nếu chúng ta không biết cách điều khiển đó thì suy nghĩ lung tung, gọi là vọng niệm điên đảo. Vọng niệm điên đảo chính là chúng ta vẫn quán, nhưng mà quán cái kiểu lộn xộn, quán cái kiểu là không quy luật. Còn nếu chúng ta quán đúng pháp đó, thì chúng ta ở trong cái pháp, gọi là pháp được chỉ định. Ví dụ tứ niệm xứ quán là một pháp, quán thân, quán tạo, quán tâm, quán pháp là một pháp quán. Hay là quán hơi thở cũng là một pháp quán. Hay là quán về cái chết của mình đó, nó đi theo cái quy luật như thế nào thì cũng là pháp quán. Thì tất cả những cái mà chúng ta dùng pháp quán, có nghĩa là chúng ta sử dụng cái sự phân tích. Mà sử dụng phân tích thì ta phải cầu sinh không? Ngay nơi mình, gọi là trí tuệ hiện tiền là như vậy đó. Trí tuệ hiện tiền là như vậy. Thì khi chúng ta đã hiểu rõ cái chỗ này rồi thì tâm chúng ta không còn
điên đảo, không còn bị dí khởi bởi những cái chuyện mà không đúng nữa, thì chỗ đó là thanh tịnh hiện tiền. Mà thanh tịnh hiện tiền là cũng chính mình, chứ không ai vô đâu. Cho nên có một bài kinh Đức Phật nói là trong cái pháp tu của Đức Phật đó là không có pháp môn để mà chúng ta theo, chúng ta có nương tựa, không có pháp môn. Mà Đức Phật nói là cho nên cái trí tuệ của mình nó được sử dụng. Trí tuệ của mình chính là pháp môn rốt ráo nhất, chứ không có pháp môn nào khác. Thì trong ứng dụng đó, thì chư tổ mới dùng cái câu là duy tuệ thị nghiệp, tức là đời sống của chúng sinh hay là đời sống của sự tu hành đó lấy trí tuệ làm gốc. Thì đó chính là cái đường hướng đúng. Còn chúng ta có thể là nương tựa vào cái gì đó hay là niềm tin để chúng ta có cái sự an vui, thì cái sự nương tựa đó nhất thời, nó không có giá trị lâu dài. Trước mắt thì nó làm chúng ta được an ổn, nhưng mà lâu dài thì nó không giải quyết được. Bởi vì những cái sự rối rắm ở trong cuộc sống nó liên tục xảy ra, hôm nay về mai khác, sáng thế này chiều khác liền. Cho nên phải có trí tuệ để chúng ta dẫn dắt, để chúng ta điều chỉnh, thì như vậy chúng ta mới làm chủ được cái cuộc sống của chúng ta. Còn chúng ta chỉ có niềm tin không á, thì không phải là sai, nhưng mà chúng ta không hoàn toàn làm chủ được. Bởi vì niềm tin thế này thì nó đúng, nhưng mà có thể nó xảy ra cái chuyện khác thì niềm tin đó nó không có giá trị nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ hoảng hốt. Hoảng hốt chúng ta nghĩ rằng không linh hay là không có giá trị. Thì như vậy là tự nơi ta, chứ không phải là tự nơi cái pháp. Pháp luôn luôn lúc nào nó cũng có giá trị, nhưng mà cái giá trị lâu dài hay là giá trị nhất thời, thì cái này là Đức Phật đã chỉ rõ là trí tuệ là hàng đầu, còn cầu xin là cái pháp nó gọi là hỗ trợ thôi, hỗ trợ chứ không phải là cái pháp chính ở trong sự tu tập. Mà thầy trong một bài giảng con nghe thầy nói có ba học thuyết Đức Phật không đồng ý, mà một trong những cái ba học thuyết đó là thuyết về định mệnh, tức là con người sanh ra có một cái định mệnh để được sắp sẵn rồi, không có gì thay đổi được. Còn hai học thuyết kia là gì, một thầy quan hỷ giảng giải cho tôi con. Về cái học thuyết mà Đức Phật đã nói về con người đó, thì thật sự là Đức Phật lấy nhiều từ những cái quan điểm của cuộc sống mà các cái vị triết gia thời đó là đưa ra. Có người thì cho rằng là con người sống là gọi là kêu mà có cái định mệnh quy định sẵn rồi, rồi ở cái định mệnh đó, đó mà phải tuân hành thôi, thì cái thuyết này coi như là con người không có tự do, con người bị trói buộc ở trong một cái quy luật, mà quy luật đó mình không có thể mà kêu mình đá động tới được. Thì Đức Phật nói là mình chính mình quyết định được cái đời sống của mình, cho nên là Đức Phật không chấp nhận cái quan điểm là định mệnh ở trong cuộc sống, mà Đức Phật chỉ là nói là nghiệp lực chứ không phải là định mệnh. Và do nghiệp lực đó, thì Đức Phật nói là hiện nghiệp và quá khứ nghiệp. Thì quá khứ nghiệp đó, thì Đức Phật nói là mình không thay đổi được, nhưng mà cái hiện nghiệp là cái mình đang làm nè, mình thay đổi được. Cho nên Đức Phật chủ trương là chuyển nghiệp để mình có cái đời sống tốt hơn trong cái đường hướng tu hành. Thì khi cái chuyển nghiệp đó, nó có hai cách. Một là chuyển nghiệp để mình không ở trong cái ác mà mình hướng về thiện thôi. Còn một cái chuyển nghiệp là dứt luôn cái tái sanh ở trong cái cảnh giới khổ đau này, gọi là dứt sinh tử luân hồi, thì cái đó là vô sanh. Chuyển nghiệp thì cái chữ chuyển nghiệp này là không khởi niệm nữa trong cái đời sống của mình. Mọi cái tư tưởng đến với mình ngưng liền. Thì khi ngưng thì nó không chảy nữa, nước mà ngưng thì nó có chảy không? Còn nếu mà để nó chảy mà nó chảy nhỏ giọt thì nó vẫn là chảy. Thì đó là cái quan điểm của Đức Phật. Còn vô số cái quan điểm đó là con người ta đó là sinh ra là không có một cái khởi đầu, cũng không có lệ thuộc vào một cái yếu tố nào trong cái cuộc sống. Thì 62 cái tư tưởng lận, chứ không phải là có 3 tư tưởng. 62 tư tưởng nói về đời sống con người. Thậm chí là chủ trương là đời sống này nó chết thì hết, chết thì hết thì thôi, thì mình sống đây là mình được hưởng thụ, thì cứ hưởng thụ thả dạng, gọi là vật chất hóa cuộc sống. Hoặc là nói cuộc sống này là nó như vậy, là nó cần phải là tránh đi những cái
xúc phạm để mà mình được trở về với thánh nhân thì mình phải hành hạ cho nó đến nỗi coi như là khổ đau và cùng cực, thì chủ trương đời sống gọi là đời sống khổ hạnh thì cũng không phải. Do đó là thời Đức Phật 62 ngoại đạo khác nhau, mà Đức Phật thì không chấp trương những cái chủ trương đó, mà Đức Phật bảo rằng mình phải biết là mình sinh ra đây là trong cái nhân duyên, con người có mặt là do nhân duyên mà hình thành, và muốn tạo cái nhân duyên này đó thì mình phải coi lại cái lành hay là cái không lành nó xuất hiện ở đâu, và nếu đi về cái chỗ mà rốt ráo đó thì mình phải chọn cái lộ trình là đừng để nó rơi vào cái ác mà hãy hướng nó vào cái thiện. Đó là cái đường lối như thầy nói nãy, Đức Phật chủ trương là chuyển nghiệp, chuyển nghiệp đang từ cái khổ chuyển qua cái vui. Rồi bây giờ chuyển nghiệp như vậy mình thấy là cũng không đủ, bởi vì vẫn còn ở trong cái vui, nhưng mà nó cứ liên tục ở trong cái đời sống gọi là sinh sinh tử tử thì nó cũng không có gọi là hoàn toàn là tốt lắm. Thôi bây giờ chấm dứt cái việc sinh với tử đi, thì như vậy là đi qua cái chỗ là vô sanh. Vô sanh tức là không còn khởi niệm nữa. Đó chính là cái đường lối là rõ ràng nhất. Rồi, không là chị. À, thì đây cũng là một cái đường hướng mà quý vị cần phải hiểu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xuất hiện giữa cuộc sống này thì Ngài không có đá động về cái đường hướng A Di Đà, cũng không có đi về cái đường hướng gọi là tịnh độ vãng sanh. Toàn bộ Đại Tạng Kinh của Đức Phật nói ra không có những vấn đề này. Nhưng mà sau khi Đức Phật tịnh 400 năm, nhớ nhé, sau khi Đức Phật tịnh 400 năm, tức là Đức Phật đã nhập Niết Bàn, 400 năm sau thì cái hệ tư tưởng này nó xuất hiện ở trong Phật giáo, do nó ảnh hưởng của lịch sử của Ấn Độ thời đó. Đây có một lần thầy đã trình bày rồi. Thì khi mà xuất hiện như vậy đó thì Đạo Phật lúc đó là bị áp lực của các vua chúa, áp lực của các thế lực xã hội đó, là muốn xóa Đạo Phật đi và thay thế cái đạo, cái tín ngưỡng về Đạo Phật đó bằng một tín ngưỡng Bà La Môn giáo, là tín ngưỡng về thần linh. Và trong cái tín ngưỡng thần linh đó có tín ngưỡng là cầu nguyện. Cầu nguyện tức là bất ti, một cái tín ngưỡng cầu nguyện nó xuất hiện ở trong nhân gian và lúc đó là rất là phổ thông đối với dân Ấn Độ. Thì tương kế tổ kế, thì trong cái lúc mà Đạo Phật đang bị nguy khổ như vậy đó, thì có những ông vua của Ấn Độ, không phải là toàn bộ Ấn Độ, mà lúc đó Ấn Độ giống như thập nhị sứ quân của Việt Nam vậy đó, chia ra từng khu vực. Thì có những ông vua ở cái khu này đó ủng hộ Phật giáo, nhưng mà ông vua ở khu vực khác đó, lại đàn áp Phật giáo. Cho nên có những vị tổ ta đã chuyển hướng về những cái vùng mà ông vua ủng hộ mình để mà hành đạo. Nhưng những ông vua mà ở những cái khu vực mà ủng hộ Phật giáo đó, thì bản thân ổng là Bà La Môn giáo, tức là ông tin Bà La Môn giáo, ông tin vào thần linh. Nhưng mà bây giờ ổng ủng hộ Phật giáo thì bây giờ cơ duyên là tương kế tự kế, thì thôi thì một phần mình cũng giữ các Phật giáo, một phần thì mình cũng phải làm như thế nào để mà tương hợp với cái ý kiến của ông vua, tức là thần linh. Thì trong kinh gọi là kinh Tịnh Độ đó, ở tại Ấn Độ không có phát triển, có cái kinh Tịnh Độ nhưng mà không có phát triển. Khi qua Trung Quốc thì nó trở thành một cái tông phái mạnh. Thì trong cái tông Tịnh Độ đó, thật sự ra đó, về cái rốt ráo của nó là nó không sai với Đức Phật bao nhiêu, nhưng mà về cái hình thức trình bày đó thì nó mang cái tính chất thần linh hơi nhiều trong đó. Cho nên đó, ở trong kinh Tịnh Độ đó, thì nói đến gì? Nói đến cảnh thế gian này là quá khổ, phải không? Quý vị đọc, quý vị thấy cái tinh thần độ là nó thế gian này quá khổ, khổ đến mức độ là không chịu được nổi. Cho nên bây giờ muốn tìm một cảnh giới nào không khổ để mình ở mình tu chứ, tu làm chi mà chịu khổ như vậy. À, thế thì ở trong kinh nó mới nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu toàn bộ trong cái bộ kinh đó về tinh độ đó, là chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu chứ không có Đức Phật Di Đà tự nói.
Nhớ một điều nữa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu thì giới thiệu gì? Quý vị muốn thoát khổ thì quý vị phải hướng tâm quý vị về cái chỗ tu. Và tu đầu tiên là gì? Là con đường của Bồ Tát Đạo. Mà Bồ Tát Đạo là cái gì? Là con đường tu để thành Phật. Cái người mà chủ trương cái điều này á, và đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu đó, là Bồ Tát Pháp Tạng. Đó là một vị hành giả tu theo con đường của Bồ Tát, và Ngài đã thực hành những cái điều này mấy kiếp, năm kiếp. Trong kinh nó là năm kiếp. Và khi Ngài thực hành năm kiếp rồi thì Ngài mới thành tựu sở nguyện. Và khi thành tựu sở nguyện thì con đường Bồ Tát là gì? Tự tu, tự ngộ và giáo hóa người khác. Mình tu, mình ngộ rồi, mình đem cái điều đó mình giáo hóa người khác. Cho nên sau khi mà Bồ Tát Pháp Tạng thành tựu cái đạo quả của mình rồi thì mới phát nguyện rằng về sau này những ai có cái ý hướng mà xin về đất nước của con hay là muốn tu theo các cách của con đều giúp đỡ đỡ cho người tu. Rõ không? Thì cái đất nước này hay là cái quốc độ này của Ngài Bồ Tát Pháp Tạng đó được đặt cái tên là Cực Lạc Quốc. Cực lạc là gì? Cực là rất là không còn cái gì hơn nữa, gọi là cực. Lạc rất là vui, cái điều vui sướng nhất không còn gì hơn là quốc, là cái đất nước, cái cõi. Thì như vậy á, là hình ảnh là bây giờ thân đây là cái khổ, chạy quên đây là cái vui. Cái vui này để làm cho người ta quên đi cái khổ. Và chính con đường mà Đức Phật Thích Ca đưa ra đó, để đạt được cái vui của cực lạc là quý vị đầu tiên là phải hành thập thiện nghiệp. Nhớ rõ cái điều này, hành thập thiện nghiệp. Mà hành thập thiện nghiệp rồi phải đi đến cái mức độ thứ hai là phải hành pháp bố thí. Và hành cái thứ ba nữa là luôn luôn tưởng nhớ đến cảnh giới an vui cực lạc này, hay là tưởng nhớ đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Là gì? Là con đường này á, là nhớ nghĩ rằng cái tâm mình luôn luôn thanh tịnh ở trong cái cõi lành đó. Thì tương ứng của nó là khi mình bỏ cái thân này, hết cái thân này, thì mình sẽ được tái sanh về cái cảnh giới, đó là cảnh giới cực lạc đó. Thì cái này đúng ra nếu mà nói về khoa học á, thì đây là một cái loại gọi là dẫn dắt con người ta đi vào cái tưởng lành. Thật tự nó không có cái đó trong cái cuộc sống của thế gian này. Cho nên có vị thầy đó hơi đi quá đáng là nói là cực lạc không có. Nhưng mà nó không có là không có cái trong cõi thế gian này thôi. Nhưng mà có trong cái tưởng tượng. Và có trong cái gì? Có trong cái quy luật của vạn pháp luật hành. Cõi này có, cõi kia có, cõi nào có. Không có chỗ nào mà không có. Nhưng mà không có theo cái kiểu của mình nhìn thấy theo cái dạng khoa học nói là cái này tôi phải sờ mó được nên vẫn có, còn cái này tôi không sờ mó được là không có. Không phải. Mà có theo cái quan điểm tưởng của mình mạnh. Khi tưởng của mình mạnh á, thì Đức Phật có nói một cái bài kinh ở trong Trung Bộ á, là gọi là bài kinh ý hành, hay là bài kinh tưởng hành. Thì cái bài kinh đó có nói rằng nếu quý vị nghĩ cái gì, tưởng về cái gì mạnh nhất thì cái đó nó sẽ thể hiện trong cái đời sống quý vị. Mà đặc biệt đó quý vị nhớ rằng muốn được cái đó thì quý vị sẽ có giới đức, phải có sự thanh tịnh của bản tâm. Bài kinh ước nguyện là một. Bài kinh số 6 trong Trung Bộ Đức Phật có nói muốn cái gì cũng được, nhưng mà đầu tiên là phải có giới đức, cái giới hạnh của mình phải trong thanh tịnh. Cái bài kinh thứ hai là bài kinh thí hành cũng vậy. Nhớ nghĩ cái gì thì khi mình bỏ thân này thì mình sẽ vào cảnh giới đó. Cho nên có một hôm đó, Ngài Ma Ha là em của Đức Phật đó, mới hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con nghe Thế Tôn chỉ dạy con chỉ hiểu cách tu này cách tu kia thì con rất là tâm đắc, nhưng mà lỡ ra con đi giữa đường đó, con bò nó vùi bò đi đó, nó đụng con, hút con, còn chết trong cái hoàn cảnh mà con bị như vậy đó, thì con xin về đâu? Thì Đức Phật nói là nếu lúc đó ông đừng hoảng sợ, ông đừng hoảng sợ, cái tâm con vẫn giữ theo cái pháp tu bình thường, ông hướng về đâu thì ông sẽ tái sanh về cảnh giới đó. Có nghĩa là cái thần thức của mình đó, khi bỏ chân này
thì không phải là nó bơ vơ lạc lõng đâu, nó có cái hướng đi của nó. Mà đầu tiên là cái hướng bình thường mình nghĩ về cái gì, mình đang ở trong cái trường hợp nào. Thí dụ như đương đang tu về thiện pháp thì thiện pháp nó dẫn dắt mình đi vào cảnh giới thiện lành. Còn nếu mình ở trong cái sự giận dữ, nó có bực mình, thì cái giận dữ của mình nó dẫn mình đi vào cái cõi ác đạo. Thì đó chính là cái chỗ Đức Phật rất là rõ ràng. Thành ra một số thầy nào mà nói là cảnh giới tịnh độ không có thật, hay là Phật Di Đà không có thật, đó là chẳng qua là căn cứ vào cái hiện thực của xã hội mà nói thì là không có thật. Nhưng mà nói về cái lộ trình tu qua cái tưởng mạnh của mình đó, thì cái đó nó có tương ứng, bởi vì đó là thuộc về cảnh giới lành. Cảnh Di Đà là cảnh giới lành, nó thuộc về tưởng niệm lành. Cho nên quý vị ở trong cái lành thì quý vị sẽ tương ứng với cái lành. Chứ nó không phải là hoàn toàn là nó vô lý. Cái lý của nó ở chỗ là thiện lành giới khỏi. Thì cái bài kinh đó chính là cái bài kinh khuyến giải những người mà đang sợ khổ thì hướng tâm về lành. Mà hướng tâm về lành thì phải tu theo pháp. Pháp lành chính là thập thiện pháp. Cho nên cuối cái bài kinh Vô Lượng Thọ đó, cái phẩm 33 đó, 36, 37, thì Đức Phật có nói là một ngày tu ở cõi Ta Bà này với giới định tuệ cho nó đầy đủ thì bằng 100 năm tu ở cõi Cực Lạc. Vậy thì tại sao Đức Phật nói câu này? Nếu cái cảnh giới Cực Lạc là cảnh giới bất thật thì Đức Phật không nói câu này. Nhưng mà Đức Phật khuyên giải ở cảnh giới này khổ, muốn thoát khổ là phải hành thiện bỏ ác. Đó là bài phẩm 33, 34, 35 đến phẩm 36, 37 thì Phật nói kết lại là tu một ngày một đêm ở cảnh giới Ta Bà với cái giới hạnh của mình rất là nghiêm chỉnh thì bằng 100 năm tu ở khỏi khỏi Tây Phương Cực Lạc. Thì đó chính là những cái điều mà người học Phật phải hiểu rất rõ, chứ không khéo là chúng ta dễ lầm. Mà đại thừa đó là cái hệ đi sau cái thời của Đức Phật, mục đích là phục hồi lại nguyên trạng của thời Đức Phật. Tại vì qua quá trình Đức Phật còn tại thế thì pháp của Đức Phật là nói chung là vua của các pháp, ai cũng có niềm tin. Nhưng khi Phật tại đời đó thì một cái giai đoạn nó bị chuyển thể, nó chuyển thể cho nên đạo Phật lúc đó nó phân ra cho 20 phái khác nhau, thậm chí có sách đó thầy đạo đó rộng hơn tới 40 phái, 50 phái, 60 phái. Tức là nó chia rẽ ra từng thằng nhỏ, ai cũng muốn làm chủ, ai cũng muốn làm trụ trì đó. Cho nên nó tán loạn, cho nên nó đưa ra nhiều cái hình thức, ra là nhiều cái học thuyết hấp dẫn. Nhưng đến thời đại thừa đó, gom lại một là trở lại cái hệ thống đầu tiên của Đức Phật. Thì trong kinh đại thừa giai đoạn đó, cái ngôn ngữ của xã hội Ấn Độ thời đó bắt buộc phải sử dụng những cái văn chương của Ấn Độ vào thời đó, cho nên nó không giống như cái thời của kinh Nguyên Thủy, nó có những cái ẩn dụ ở trong đó. Mà những ẩn dụ này đó là cái người mà như quý thầy đây á, là cần phải hiểu biết để giải trình cho quý Phật tử. Còn quý Phật tử thì không đủ thời gian để mà đi sâu vào cái lĩnh vực này, cho nên đây là một điều bản thân thầy cũng rất là đáng tiếc là một số thầy không đủ khả năng để đem cái đó ra để cho Phật tử hiểu, rồi cứ lý giải trên vấn đề văn bản chữ nghĩa, thành ra là càng ngày nó càng đi xa cái điều Phật dạy. Chứ thật sự là kinh như thầy nói là kinh Vô Lượng Thọ là tấn cái điều ác ở thế gian để làm cái việc thiện nặng mà mình có đời sống an lạc. Cũng như kinh Địa Tạng, quý vị thấy là nếu mà hình thức quý vị đã gặp đó, là cái ông thầy ông tụi bảo từ lư, ông cầm cái tích trượng, ông ra cái dấu hiệu là ông dậm cửa ngục cho bể đi để ông cứu trợ phạm nhân. Cái điều này nó có đúng không? Hoàn toàn là chỉ là hình thức mô phỏng theo văn kinh, nhưng không hiểu được cái thực chất của văn kinh. Thực chất của văn kinh lúc đó, đó là mô tả Ngài Địa Tạng là hành từ bi và sử dụng trí tuệ. Đọc cái bài kinh đó sao đây? Cái từ bi và trí tuệ chúng ta chính là cái phương tiện để cứu độ chúng sanh. Bởi vì Đức Phật chủ trương muốn cứu khổ chúng sanh là phải giáo hóa cho người ta hiểu biết. Mà giáo hóa bằng cái gì? Bằng cách là phải giảng cạnh, bằng cách là những cái pháp tu, chứ không phải là bằng cái hành động như vậy làm cho người ta sai lầm. Đó, thì cái gậy vàng là gì? Chính là cái pháp tu.
cái gậy vàng chính là các pháp tu, hay là cái sự nỗ lực tinh tấn của người tu. Còn hạt lương châu ở trong cái bàn tay của Ngài Địa Tạng là gì? Là chính trí tuệ hiện tiền. Cái tự lòng từ bi phối hợp với cái nỗ lực tu hành theo pháp của Phật dạy, là thập nhị nhân duyên hay là pháp giải thoát, thì nó đi kết hợp với trí tuệ của mỗi người đã có sẵn. Nó chính là cái gì? Một cái phương tiện rất là nhiệm màu, giúp cho quý vị giải thoát hay là ra khỏi những cái sai lầm, những cái mê chấp gọi là vô minh ở trong mỗi người sẵn có. Thì chính là cái chỗ này, khi chúng ta ra khỏi vô minh thì chúng ta tự nhiên chúng ta hết khổ. Vô minh chính là ngục, ngục tức là cái chỗ nhốt quý vị. Mà hết khỏi vô minh rồi thì đâu còn ở trong ngục nữa, phải không? Thì chính cái chỗ đó chính là cái ý nghĩa của bài kinh. Bài kinh rất là hay, nhưng mà cái người giải thích là không khéo thì quý vị sẽ bị mê chấp. Mà mê chấp thì quý vị thuộc về gì? Mê tín. Nó khổ là cái chỗ đó. Cho nên bài kinh rất là hay, chỉ cho người ta tránh cái khổ. Bài kinh Địa Tạng toàn bộ là giúp cho con người tránh cái ác để trở lại cái thiện. Và trong cái trở lại cái thiện đó thì quý vị sẽ làm nhiều việc. Trong đó có bố thí, trong đó có trì giới, trong đó đó là quý vị phải tự tu tự chứng để hồi hướng phước báo cho thân nhân của mình. Thì quý vị sẽ làm được nhiều cái điều lễ. Mà vấn đề hồi hướng phước báo của người tu cho người thân của mình thì thời Đức Phật có nói đến cái vấn đề này. Một số bài kinh thuộc về tiểu bộ, thí dụ như kinh Châu Báo hay là kinh kinh Bảo Tàng, đó là những cái bài kinh mà Đức Phật có nói đến vấn đề mà tạo phước để mà mình được thọ dụng cái phước đó về sau, để chuyển hóa cái nghiệp khổ của mình thành ra nghiệp sung sướng. Đức Phật nói nếu có phước thì mọi việc đều giải quyết được hết, kể cả quan chức, gây cả đời sống vật chất của mình, muốn cái gì đều được cái này là nhờ phước nghiệp. Thì cái bài kinh gọi là bài kinh Bảo Tàng ở trong tiểu bộ kinh quý vị mở ra quý sơ nó rất là rõ ràng. Thì những cái bộ kinh đại thừa nó cũng lấy từ ở trong cái lời dạy của Đức Phật lúc Đức Phật còn tại thế, nhưng mà sắp xếp lại rồi hệ thống hóa lại rồi viết lại theo cái dạng của thời đại, đôi khi quý vị không hiểu. Mà quý vị không hiểu thì quý vị thấy nó giống như là cái gì đó nó hăng thua như mình đó, chuyện không thành, cái chuyện nói chơi nó không phải là tu hành. Nhưng mà thật sự ra là nó là cái chỗ chỉ dẫn cho người chấp tu. Còn một số người nó đầm lãnh, đây cũng nói luôn, một số người đầm lãnh cho rằng thân nhân của mình sau khi mất rồi đó thì mình thương tưởng, mình tiếc nuối, mình muốn gần gũi, mình muốn tỏ lòng là coi như là tôn kính hay là tỏ lòng thương yêu, thì mình thờ hoặc là bằng hình tượng, hoặc là dễ, hoặc là bằng linh cốt. Nhưng mà có người cứ nghĩ rằng thân nhân mình ở tại đó rồi, giống như là còn ở tại đó để chờ mình là đến mình cúng quẩy để hưởng thụ. Như vậy là cái quan điểm có đúng không? Cái thờ cúng thì đúng, tức là mình đối với những người đã qua mình có cái niềm tin, mình có cái sự là tình cảm thì cái đó là đúng. Nhưng mà nghĩ rằng thân nhân mình tồn tại ở đó thì ngồi sẵn đó thì chờ mình là cứ cúng quẩy để hưởng thụ, thì cái đó Đức Phật không có nói. Đức Phật nói là sau khi là mình mất cái thân này rồi thì cái thần thức nó sẽ theo nghiệp đi tái sanh. Đây là cái điều Đức Phật khẳng định rất rõ. Theo thần thức đi theo nghiệp lực tái sanh, hoặc là cõi lành hoặc là cõi không lành, tùy theo nghiệp lực của mình đã tạo ra để có thân mới. Ai cũng không ai muốn chết đâu, nhưng mà vì tướng thọ thế thì lại phải mất thân. Thì khi mất thân rồi thì muốn có một thân mới, đây là một cái điều kiện về tâm lý rất là rõ ràng. Và kể cả người tu cũng vậy, nếu không khéo thì cũng sợ chết. Tới chết thì học nhiều không muốn chết, nói thầy kêu muốn chết cho con. Thì nó là vậy đó. Cho nên cái hiện tượng mà khi bỏ thân này rồi đó thì Đức Phật xác định là đi tái sanh để có thân mới. Thì đi có thân mới là tùy theo nghiệp lực của mình hiện tiền. Mình tạo nghiệp lành thì mình ở trong cảnh lành, mình tạo nghiệp ác thì mình phải chịu cái quả báo ác. Hết cái chịu cái quả báo rồi mới trở lại cái thiện lành của mình, tức là phải thọ báo trước thì hưởng cái lành sau. Còn nếu ai không có cái không có báo ác á thì hoàn toàn được hưởng cái lành liền, chứ không có cái ngược lại.
không có ngược lại. Ngoại trừ cái trường hợp chẳng tử nghiệp. Chẳng tử nghiệp là gì? Là trong lúc mình sắp sửa lập chung đó, thì cái chuyện nó xảy đến. Bình thường mình làm thiện, nhưng bực mình quá ngay lúc đó, đó ai làm với mình không hài lòng á, mình khởi tâm giận lên, thì cái đó là một trận tử nghiệp. Trận tử nghiệp không đành để sanh hạnh thì mình bị tái sanh vào cảnh giới ác. Nhưng mà không đâu, vừa tái sanh đi ra liền, tại vì cái này mình đâu có muốn đâu, mà là do cái nghiệp lực nó dẫn mình vô, rồi mình đi trở ra liền do cái nghiệp lành mình có sẵn. À, thì cái này chính là cái chỗ mà quý vị hộ trì cho các người thân của mình ở trong cái phút lâm chung đó, giữ cái tâm thanh tịnh, giữ cái tâm yên hả, đừng có dấy khởi cái bực mình, đừng có phiền não. Nhớ cái điều này là mình hộ trì cho tâm, cho thân nhân mình được tốt. Thứ hai nữa là biết rằng thân nhân của mình đã ở trong cái vợ mà khi mình qua đời rồi, thì mình phải làm nhiều phước lành để hồi hướng phước báo cho thân nhân mình, để cho thân mình được hưởng cái phước lành đó mà chuyển hóa hoặc là tăng thêm cái phước lành ở cái cảnh giới mới của mình, thì như vậy là tốt, chứ không phải thân nhân mình ngồi lắm chờ. Còn cái cách mình cúng quẩy chẳng qua là cái lòng tưởng niệm của con người với con người, trong cái tình cảm hay là đối xử với nhau, để có trước có sau, có ân có nghĩa, và giáo dục cái thế hệ con cháu của mình để cho nó có biết cội nguồn, thì cái đó là đúng. Cho nên đừng bày vẽ. Đức Phật không có chủ trương bày vẽ, mà Đức Phật chủ trương là phải làm đúng theo cái cách thức là mình là hướng về cái sự thiền lành, tinh tấn tu hành, thì một ngày nào đó mọi cái quan khi khổ đau của mình được giải trừ hết. Thì chính cái đó là cách tu luôn luôn. Còn cách tu không đúng thì mình luôn luôn mình chịu đựng những cái dằn vặt, những cái khó khăn liên tục, cho nên mình sẽ bị động hoặc là còn cái tu đúng mình luôn luôn mình chủ động. Thì đó là cái đường hướng thầy cũng muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Bây giờ thì hết giờ rồi, đáng lẽ là thầy muốn nói chuyện với quý vị thêm là trước khi chia tay, thì đây là những điều mà thầy viết ra từ một cái bài kinh gọi là bài kinh Trung Bộ số 53, gọi là bài kinh dành cho những người ngũ học, tức là đang tu học. Thì thầy phổ biến thành một bài thơ tặng quý vị mỗi người một tờ, để quý vị có thể là tư lương nhìn ra đây mà tu thì không sợ lạc đường. À, giống như là có mặt thầy ở đây giúp đỡ quý vị phương tiện này. Quý vị phát cái mỗi một tờ. Thầy cũng xin phép còn mấy phút, 5 phút. Thì thầy cũng nói với quý vị là trong quá trình thầy ở đây để mà chung lo Phật sự với quý vị, thì quý vị biết rằng thầy cũng phải nỗ lực hết sức vượt qua những cái khó khăn của bản thân, nhất là về bệnh tật. Thì có những lúc mà tưởng như là thầy không thể vượt qua được, nhưng mà cũng rất may là nhờ sự hỗ trợ của chư Phật cho nên thầy cũng vượt qua được. Do vượt qua được cho nên thầy cảm nhận những cái khó khăn đó và cũng chia sẻ với quý vị để thấy rằng thầy đến với quý vị bằng tất cả cái tấm lòng của người thầy, người tu hành, để mang chánh pháp đến quý vị. Cho nên thầy đã làm những cái bài lưu niệm đến gửi cho quý vị, thì nhân tiện đây thầy cũng đọc để cho quý vị nghe và cũng tặng cho quý vị luôn. Thứ nhất là lưu niệm Inala. Giao lưu tu viện Phật Đà, thấy hàng Phật tử thiết tha tu hành, thiếu người hướng dẫn rõ ràng, đúng theo chánh pháp Phật hành ngày xưa. Phật hành ngày xưa tức là thầy nói về cái thời gian đầu của Đức Phật, lúc mà Đức Phật ngộ đạo và Đức Phật truyền bá chánh pháp đó. Theo ban quản trị tình thưa, cầu thầy chân chánh sớm trưa dẫn đường, hành theo lời Phật chủ trương, trí tuệ thị nghiệp là phương thuốc thành, cầu nguyện quan sinh thánh thần chỉ là phương thuốc an thần giảm đau, nó có giá trị nhưng mà không có ổn định. Chẳng trừ được gốc khổ đau do lòng chấp ngã trộn vào tham sân, Phật dạy muốn thoát nạn trần phải cầu làm thánh, tham sân diệt trừ. Đây là cái bài kinh gọi là bài kinh thánh cầu ở trong Trung Bộ, là Phật dạy muốn thoát khổ đau là phải cầu làm bậc thánh. Thầy theo nguyện lực người tu, hứa cả giáo hóa mặc dù lậu mau. Bởi vì thầy biết cái thời gian thầy không có lâu, nhưng mà với cái tâm nguyện của người tu, thầy cũng muốn giúp đỡ quý vị Phật tử đây hiểu
chánh pháp để quý vị có thể có cái đường hướng tốt. Cho nên thầy cố gắng, thầy đã thiết kế cái chương trình, nhưng mà cuối cùng là thầy không có thực hiện được cái chương trình đó, và visa của thầy nó hết hạn. Cho nên đó là cái câu tiếp tục của thầy á, là hứa khả giáo hóa mặc dù lâu mau, nhưng rồi thời gian tôn trào, visa hết hạn, xin chào chia tay. Chưa hết, thầy viết vài lời chỉ bày chia tay nhưng mà vẫn còn thương Phật tử lắm. Vẫn còn thấy Phật tử có nhiều cái rất là đáng quý. Cho nên là thầy viết vài lời chỉ bày cốt lõi tu Phật. Đấy là cái bài thầy mới viết đưa cho quý vị đó, gọi là cốt lõi tu Phật, là pháp này Phật ban. Đây là cái lời của Phật đã dạy lúc Đức Phật còn tại thế, mà thầy đổi cái tên, thay vì nói là kinh hữu học thì thầy đổi lại là cốt lõi tu Phật. Mong đây là một duyên lành giúp người tương hợp biết rằng đường tu. Nếu quý vị thích tu thì quý vị coi theo đó từng bậc, từ thấp lên cao, để quý vị có thể hành trì thì quý vị không sợ lạc đường. Chúc lành quý vị. Ở đây là một bài lưu niệm. Một bài thứ hai nữa là đối với thầy, mặc dầu đến đây với những cái khó khăn về bệnh tật, về những cái việc mà đời sống của một người xa xứ lạ quê người, nhưng mà thầy vẫn nỗ lực để mà làm Phật sự. Thì đây là một cái vài lời tâm sự xin chia sẻ với quý vị. Tuổi già thân thể suy hao, bệnh đau nối tiếp theo nhau dập dồn. Quý vị có cái này không? Đau vai nhức khớp sớm hôm, bước chân vận động khó dồn được nhanh. Mắt mờ nhìn chữ nhảy quanh, nhịp tim bất định khi nhanh khi chậm. Chính cái bệnh này của thầy mà bên y tế nó từ chối, nó không có chịu mà làm bảo hiểm y tế cho thầy. Tức là nhịp tim của thầy nó không ổn, mà nó muốn nhảy nó nhảy, nó ngừng nó ngừng. Cho nên bác sĩ nó sợ quá. Huyết áp lên cao hoành hành, nhịp tim bất định khi nhanh khi chậm. Huyết áp lên cao hoành hành, lại thêm phế quản âm thầm ho an, ngực nặng hơi thở rối ren. Đây chính là cái điều mà hôm kỳ 4 tháng 8 vừa rồi đó, thì thầy nghĩ rằng thầy không thể giảng được, do đó là cái ngực của thầy nó bị áp lực nặng, có khi là khó thở. Và thầy hôm đó thầy nghĩ rằng thầy không giảng được, nhưng mà may sao lại nói là giảng được suốt buổi. Cho nên ở đây thì cũng trình bày luôn là nặng ngực hơi thở rối ren, ăn uống lạc miệng chẳng thèm cơm canh. Thì cái chuyện này có bữa là không có ăn uống gì được hết, đêm tối ngủ chẳng ngon lành, chập chờn đau nhức hoành hành suốt đêm. Trên tối thì ngủ giống như nửa tỉnh nửa mê, vừa chớp mắt thì tỉnh, vừa chớp mắt thì tỉnh, không có bao giờ ngủ được một cách giống như quý vị là ngủ thẳng tẳng giấc đâu. Lại còn bệnh thận là kèm thêm tiểu đường đái tháo thường xuyên cực chờ. Đấy, nó đủ thứ chuyện ở trong cái cơ thể của mình. Nhưng mà rồi gặp mùa đông lạnh bất ngờ, chống chọi với lạnh bơ vơ xứ người. Đây là một cái trạng thái mà thầy rất sợ ở Việt Nam. Ở Việt Nam khi mà vào cái mùa lạnh, nhất là thầy đi giảng miền Bắc á, vào cái mùa đông là thầy chạy cuốc, không có dám ở miền Bắc. Nhất là khi thầy ở Vĩnh Phúc, thầy giảng ở cái đạo tràng Vĩnh Phúc cho cái nhóm sinh viên 400 người đó, thì thầy giảng xong rồi là thầy chạy về miền Nam luôn, thầy không dám ở, tại vì khí trời lạnh quá. Nhưng ở đây thì phải chịu đựng 3 tháng với quý vị, đấy là sự nỗ lực mà quý vị cũng rất hạnh phúc. Cho nên chống chọi với lạnh bơ vơ xứ người, may sao mọi việc êm xuôi, để cho Phật pháp ngự ngôi Phật đà. Nhờ vậy mà thầy mới giảng dạy cho quý vị những điều cần thiết trong Phật pháp. Chẳng quản bệnh đau tuổi già, thầy đem chánh pháp Phật đà truyền trao, mong ước Phật tử tâm giao, chánh tín tu học nâng cao tầm nhìn. Nếu quý vị có hiểu biết thì quý vị sẽ cảm nhận điều này, khiến cho cuộc sống đẹp xinh do mình quyết định, tự mình làm nên. Bởi vì Phật dạy là mình là chủ nhân ông của chính cuộc sống mình. Cho nên mình hiểu Phật pháp rồi thì mình sẽ tự thiết kế cái cuộc sống theo như là cái hiểu biết của mình, bằng trí tuệ chứ không phải bằng cầu xin. Đạo đức củng cố vững bền, vợ chồng hòa thuận phúc duyên tu hành. Đời sống người Phật tử ở đây là căn bản, giữ gìn hạnh phúc gia đình là căn bản. Mà sống như vậy thì mới thấy là an vui, mới thấy là hạnh phúc. Bồ đề
phát lập quân cảnh, tâm Phật nảy nở, nụ mầm vu, thầy mong rằng một ngày đó Phật đạo nơi đây được phát triển và mỗi người sẽ có niềm vui của mình ở trên cái lộ trình tu học. Đây là những điều mà mong ước thầy xin gửi đến quý vị qua cái phần bài này. Phát cho quý vị một tờ luôn. Thì đây là những cái điều mà chia sẻ của thầy đối với quý Phật tử. Mong rằng cái này nó chẳng qua là những cái gọi là tâm tình cởi mở trước khi chia tay. Nếu sau này trong giai đoạn sau khi thầy về Việt Nam mà thầy có điều kiện thầy trở lại được ở đây đó, thì thầy sẽ cố gắng thầy trở lại để gặp gỡ lại quý Phật tử. Còn nếu mà nhân duyên của thầy về đó rồi bệnh đau nó căng thẳng quá rồi là coi như là theo Phật luôn đó, thì coi như đây là cái chỗ mà coi như là chia sẻ và cũng như nhắc nhở quý vị hướng tâm tu hành. Cái bài cốt lõi đạo Phật chính là cái cơ sở quý vị nương tựa vào đó mà tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và chủ nhật tuần sau tức là ngày 25 quý vị sẽ nghe thầy nói chuyện về Vu Lan và báo hiếu mộ trong anh, thì đó là cái bài ghi. Thì hôm nay xin cảm ơn tất cả quý vị, cũng như chúc lành quý vị trong cái lúc mà thầy đến đây chia sẻ với quý vị, và quý vị cũng đã cố gắng hết sức để lắng nghe những cái điều dẫn dắt của thầy. Mong rằng Phật đạo mỗi ngày mỗi đơm hoa, Bồ đề mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.